Hello, hello, xin chào anh em. Anh em nhìn thấy hấp dẫn không? Phải nói là lâu lắm rồi, có nghĩa là có lẽ là thời điểm bây giờ chắc ít anh em biết cái sản phẩm này đúng không? Đó, anh em này nhìn Redmi Note 5 này, nó ra mấy năm rồi. Đó, đợt này mình đang có một lô hàng, một lô rất là nhiều máy này luôn. Và giá là vô cùng là rẻ nhá. Thì thực ra đây là những cái hộp mà mình mua thêm thôi, chứ còn nó là máy cũ. Đó, mà toàn dung lượng cao thôi. Toàn 64 GB rồi RAM 4 GB, RAM 6 GB về cho anh em chơi Tết. Giá thì chắc chắn là phải nói với anh em là phải vô cùng là hấp dẫn rồi. Đây, giới thiệu sơ sơ cho anh em biết thôi nhé. Đấy, đủ màu, xanh này, hồng này, cho anh em chị em phụ nữ này. Cái này thì có hơn loanh quanh 2 triệu thôi. Thế nên là anh em mua về làm máy phụ hoặc là anh em mua về chống cháy thì cũng ok. Anh em nào Tết này mà xuống tay nhiều tiền quá mà không còn tiền nữa thì thôi ra làm tạm con này để Facebook với các thứ cũng ngon. Chơi game ngon mà. Đó, đó, đen này. Và con màu vàng. Đây nhá, mình đang đủ màu. Và sẵn hàng. Thì thực ra đây là những chiếc máy cũ ở bên Trung Quốc ấy, đối tác bên Trung Quốc người ta nhờ mình bán. Người ta bảo người ta còn nhiều quá, bên mình thì bán được thì nhờ mình bán những con này chứ ít ông ít bên dám chơi cái dòng này lắm. Ở bên mình thì thôi được rồi. Ông đưa tôi bán rồi. Mà có bao nhiêu cứ đưa hết tôi bán cho người ta về cho mình rất là nhiều. Anh em cứ sẵn sàng cứ qua chiến đấu rồi nhá. Trực tiếp thì 170 đánh chay, còn online thì cứ để lại số điện thoại trên comment trên cứ comment số điện thoại vào cái video này hoặc là anh em vào website bên mình là mnm.vn ấy để đặt hàng cái sản phẩm này. Thì mình sẽ ship toàn quốc cho anh em, ship COD. Sản phẩm này thì anh em cứ đặt thì mình sẽ ship thôi. Giá thì hiện tại đang loanh quanh 2 triệu, anh em vào website để cập nhật chi tiết nhá, bản 6 GB cũng như là bản 4 GB, bản 3 GB cũng có đấy. 3 GB thì chỉ tầm triệu mấy thôi. Đó. Nhưng mà bản đấy thì anh em chơi hẳn cái bản này cho sướng. Thì nói cho anh em biết, ai anh nào chưa biết về con này thì đây là Redmi Note 5 Pro. Cái hộp thì ghi Note 5 bởi vì cái hộp này của phiên bản quốc tế. Phiên bản quốc tế thì gọi là Note 5 thôi. Còn bản sách tay ngày xưa người ta gọi là Note 5 Pro. Thì đây là một trong những cái sản phẩm của Xiaomi có hai camera đầu tiên. Anh em nhìn thấy nhà camera là có hai cụm hai camera này. Đó. Pin của nó vẫn là giống như Redmi Note 4X ấy, là 4000. Pin rất khủng luôn và vỏ là bằng kim loại. Về sau nó ra con Redmi Note 7 ấy, là nó sẽ bỏ cái vỏ kim loại rồi, nên Redmi Note 5 và Redmi Note 6 này giống nhau vẫn là vỏ kim loại nhá. Vỏ là hoàn toàn là bằng kim loại này. Rất là bền bỉ và chắc chắn luôn. Nó không sợ bị vỡ vỏ hay vỡ lưng hay vỡ gì như Redmi Note 7 hay là những dòng của Xiaomi bây giờ. Pin 4000 dùng vô cùng là bền luôn. Và cái sản phẩm này điều đặc biệt đấy là nó sử dụng chip Snapdragon. Đây em nhìn nhá, Snapdragon 636 này. Là cái này là bên Trung Quốc người ta dán cho mình thôi chứ còn cho nó đỡ bị xước màn thôi. Chứ còn đây là những chiếc máy cũ không phải máy mới đâu anh em nhá. Có một số con thì nói chung là đa phần nó là đẹp đây, nhưng mà không này đa phần vỏ nó còn rất đẹp chứ không bị cấn móp gì đâu. Đây, hay còn gọi những bên khác người ta hay gọi là chả bỏ hành ấy, nhưng mà mình cứ nói thật với anh em là mấy cũ đấy, giá thì rẻ rồi đây đó. Thì những sản phẩm này bên mình đang bán ra rất là nhiều, hiện tại chưa hề có lỗi đâu, rất là ngon. Thế nên là mình vẫn sẽ làm cái clip này để mình giới thiệu cho anh em. Đầu tiên mình không mặn mà đâu, bởi vì là mình bán hộ thôi mà, bán hộ cho người ta ấy thôi. Cho mình thấy mà Tết này mà anh em nào mà đánh bài mà hết tiền nhanh quá, không còn tiền nữa, hoặc là anh em là chơi Tết sắm nhiều đồ quá, không còn tiền thì mua sắm một smartphone nữa thì mua tạm con này chống cháy, hoặc không có điện thoại thì mua tạm con này chống cháy được. Có hơn 2 triệu mà chơi game cái thứ ngon đây nhá. Thì cụ thể đây này, mình có đủ cái dung lượng luôn, màu sắc rồi. Đây cho anh em có thể nhìn thấy cấu hình của nó như này nhá. Đó, nhìn thấy đây chi tiết cho nó dễ này. Tiếng Việt đầy đủ hết rồi. Chứ không phải chờ đợi để cài tiếng Anh nữa, mà mặc dù Trung Quốc gửi về cho con tiếng Việt hết rồi, bên đấy nó người ta cài cho mình hết. Đây này. Đó thì CPU gồm 8 nhân. Tốc độ là 1.8 GHz. RAM nó là 6 GB này. Bộ trong 64. Đó, RAM 6 GB, bộ trong 64. Nhiều cái sản phẩm mà tầm bây giờ tầm 3 4 triệu đâu có RAM 6 GB đâu. Còn mà đây có hơn 2 triệu có RAM 6 GB này. Ngoài ra thì cũng có cả bản RAM 4 GB nữa. Để cho anh em nào không quan trọng về RAM, 4 GB chơi game ngon lành rồi. Đây. À, ra 4 GB này. Đó. Chip tương tự, tân chip và các thứ tương tự, chỉ có ra khác mỗi cái RAM là 6 GB thôi, 14 GB thôi. Đó. Đây nhá, cấu hình chi tiết của sản phẩm này thì mình mở lại cho anh em xem. Mình có cài cái phần mềm AnTuTu Benchmark ấy. Tí nữa mình sẽ chạy thử xem là cái này liệu được bao nhiêu điểm, để liệu anh em là có chấp nhận là xuống tay cái mức giá hơn 2 triệu không, đúng không? Cái mức giá hơn 2 triệu mình phải nói thật là mình cảm thấy rất là xứng đáng luôn. Thì đây là gồm đây là sản phẩm Redmi Note 5 bản quốc tế là Redmi Note 5, còn bản mà sách tay Trung Quốc nó gọi là Note 5 Pro ấy. Đó quốc tế nó gọi là Redmi Note 5 AI 2 camera, có nghĩa là camera có tích hợp AI. Những sản phẩm Redmi Note 5 thường hay Redmi Note 5A ngày xưa ấy là không AI, đây là sản phẩm đầu tiên có 2 camera tích hợp AI nhá. Đây này, về xác nhận này. Đó, chuẩn là chính hãng nhá.
Em nhìn thấy không? Chuẩn này. Thì cái sản phẩm này có thể là CPU là Snapdragon 636 này, RAM là lõi là 8 lõi này, chip đồ họa là Adreno 509, đó chip rồng và chip đồ họa của Adreno luôn. Thế nên chơi game khỏi suy nghĩ đúng không? Chơi được một số game như PUBG dưới chơi được, tí mình chơi cho anh em xem. Đó, độ phân giải màn hình của nó là Full HD cơ. 1080x2160 đó. Đây em nhìn thấy nha. Rồi, hỗ trợ rất là nhiều thứ. Đây xem chi tiết hơn về camera và các thứ nha. Đây. Đó, tên là AI này. Tên thì các em biết rồi đúng không? Đây. Camera là sau là 12 5, có nghĩa là camera chính là 12 megapixel và cam chính thứ hai là 5 megapixel. Đó, RAM đây. Anh em nhìn nha, RAM 6GB nha. Bộ trong 64GB này. Đó. Với cơ hình như này anh em nghĩ là mình giá tầm 2 triệu. Pin của nó là 4.000 luôn nhá, pin là 4.000. Và đây mình chạy thử cho anh em xem. Đấy nhá, mình đã để những cái màu cho anh em xem cụ thể. Mình thích cái màu xanh này. Màu xanh rất đẹp. Đúng không? Cái này thì cái thời gian đấy, thời điểm đấy là nó không có màu mè, giờ Xiaomi rất là màu mè. Đây, mình sẽ chạy thử đây. Đó, mình sẽ chạy thử AnTuTu Benchmark nhá. Về cái màn hình anh em xem nhé, cái này màn hình này là cái thời điểm đấy là chưa có màn hình giọt nước, chưa có tràn viền. Thế là cái điểm 20 trên này nó vẫn hơi dày. So với lại cả màn hình hiện đại bây giờ đúng không? Đó. Nói chung là hình thức tất cả đẹp, mà đặc biệt con này nó có hồng ngoại này. Có hồng ngoại điều khiển điều hòa và tivi ấy. Đấy nhá. Mình cho anh em xem này. Mình thích cái điều khiển này nữa. Nhà mình có cái tivi nào ấy mà mất điều khiển hoặc mình tiện mình dùng được. Đấy, phần điều khiển này. Và có điều hòa. Đây thêm điều khiển nhá. Rất là nhiều hãng luôn anh em nhìn thấy à. Mi Box tivi của Xiaomi này, tivi thông thường này, điều hòa này, quạt này, Smart Box này. Đó, loa này, đầu đĩa này, máy chiếu này, truyền hình vệ tinh của Trung Quốc này, máy ảnh này là điều khiển được. Ví dụ như là TV nhá. Đó, anh em nhìn không? Trang thông này, của Trung Quốc là LED TV này, LG, những hãng nổi tiếng như LG này, Panasonic này, Philips này, Samsung này, Sharp này, Skywalk này, Sony này, TCL này, có hết. Thậm chí mình có thể tìm lạ lạ được nhỉ. Asan, không qua Samsung. Không qua Samsung. Đó, điều hòa cũng vậy nhá. Điều hòa rất là nhiều hãng luôn, điều hòa này. Đó, của LG này, của Green này. Đây, đó, anh ấn thêm điều hòa, anh ấn đâu? À, hình như mình có cái TV LG ở kia. Để mình thử nha. Đây. À. Đó, bắt được luôn cái TV ở kia này. Ấn có nhá. Ấn menu ấn có này. Đó, thì nó sẽ ra mình ấn theo đôi nhá. Đấy, nó tương tự rất là nhiều chức năng này. Gồm có tắt mở này, có chế độ vào là như AV cái thứ này, có menu này. Đó, đầy đủ luôn, có thể sử dụng được Smart TV luôn, ấn vào đây thì có sẽ có những cái chức năng khác. Đó, anh em thấy không, cái điều khiển của cái này nó rất là đầy đủ luôn. Đó, anh em nhìn thấy không, dùng cho Smart TV hay dùng cho TV thông thường được hết. Đó, đầy đủ hết, TV LG ấy. Và mình đang có TV LG treo kia, không tiện quay camera cho anh em xem. Đó, nhưng nó rất là đầy đủ đúng không. Đó, tội gì mà không chơi sản phẩm này, rất là nhiều tính năng. Dùng làm máy phụ này, đang có một con 12 Pro Max này chẳng hạn. Mình bên mình đang vừa về đấy thì 12 Pro Max nha, đang có 12 Pro Max này. Hoặc là mình mua thêm một con này để dùng được hai sim này. Đó, thì con này đã dùng được hai sim nhé, bộ ở trong là 64GB rồi. Đó, dùng hai sim, còn nếu anh em nào lắp một sim thì lắp thêm thẻ nhớ nữa. Dùng đang có không có tiền mà anh em muốn có một cái smartphone để lướt web hay xem YouTube. Giá rẻ rẻ thôi để dùng tạm ra test thì có tiền lại mua hàng xịn sau thì có thể lấy cái hàng này. Đó. Rất là đơn giản, rẻ tiền, đúng không? Ok nhá, bây giờ chờ thử xem con này nó chạy AnTuTu Benchmark được bao nhiêu điểm. Rồi mình sẽ chờ thử game PUBG xem liệu các anh em có nên xuống tiền để mua cái này không nhá. Đó anh em nhá. Điểm phải nói là nếu mà so với những siêu phẩm mình từng chạy tôi mắc nó hơi thấp. Có hơn 144.000 thôi. Thì hôm trước mình chạy con A90 là bao nhiêu, hơn 400.000 cơ. Nhưng mà cũng nói chung là cũng ok nhỉ. Nó hơn đánh bại 5 người bằng CPU rồi 5%, 500 người dùng CPU, GPU đánh bại khoảng 2%.
tốc độ và truy xuất bộ nhớ RAM riết rồi bộ nhớ máy thì tầm khoảng 4%, nó đánh bại 4% người dùng. UX giả lập những cái thứ khác ấy, thì tầm 5%. Đó, CPU chỉ tăng lên 2 độ C thôi. Và pin giảm 3%, nói chung là tương đối ok về về CPU, pin và những cái này thì bình thường. Bởi vì thực ra mình đâu có đòi hỏi là cao siêu đâu, có hơn 2 triệu thì cũng được đúng không? Thì quan trọng là AnTuTu Benchmark là được tầm khoảng 144.000. Nếu anh em nào biết về AnTuTu Benchmark thì anh em biết là chất lượng của nó như nào đúng không? Cũng khá là ổn. Bây giờ mình sẽ thử chơi cái game PUBG Mobile xem như nào nhá. Bởi vì mình chỉ biết chơi PUBG Mobile thôi, mình sẽ chơi và mình sẽ làm một clip chơi cái Liên Minh Tốc Chiến này sau. Chơi sản phẩm này liệu 2 triệu là chúng ta chơi như nào đúng không? Rồi ok, chơi lên PUBG xem nào. Đó. Về tốc độ về game, vào game ấy thì anh em có thể nhìn thấy nhá. Đấy. Mình quay trực tiếp là cái tốc độ vào game là anh em có thể cả tự cảm nhận được. Mình không biết là đánh giá liệu nó như thế nào, đúng không? Là mình nói được mấy câu rồi thì nó vẫn chưa vào. Đó. Ok, bây giờ thì nó vào rồi. À. Thì cái game PUBG Mobile này bây giờ là rất là nhiều người chơi, rất là nhiều giải. Anh em nào như học sinh, sinh viên mà anh em với cái gọi là cái tiền nó có hạn ấy thì anh em có thể lựa chọn cái sản phẩm này để chúng ta có thể quẩy được cái game đấy, đúng không? Đây, bắt đầu nhá. Đó, hiện tại đang có một cái event là tặng được một bộ quần áo rất là xinh đẹp cho mấy em gái mới tạo lại mới tạo. Màn hình nói chung là tương đối là ok, ta đã nhận được ở trong cái phần mức giá bởi vì màn hình cái độ phân giải là Full HD mà. Đấy nhá, đó anh em nhìn thấy nhá. Nói chung là nó cũng hơi giật một chút xíu rồi, nhưng nói chung là không đáng kể lắm, cũng thấy ok. Bây giờ mình sẽ chỉnh để cấu hình lên cao nhất xem như thế nào. Đây về đồ họa nhá, mình sẽ chỉnh lên, tất nhiên không có rồi. Ultra không có nhỉ, HDR không có thôi, HD thôi. Ồ, HD không có luôn, ồ cân bằng thôi à. Ồ cân bằng. Đó, tốc độ khung hình là để trung bình, không có cao, chỉ có thấp và trung bình thôi. Mình để cái độ phân giải là nhiều màu đi. Đó. Độ sáng cho cao một tí này. Ok, nói chung là nó ở cái mức độ thấp thôi, không có chỉnh cao cấp hơn. Đây. Đó, sau khi chỉnh lên này. Đó, anh em nhìn không? Nói chung cũng không đến nỗi tệ. Bán được. À, bật loa chứ nhỉ. Đó, anh em nhìn là thì sản phẩm này nó phát là một bên loa này thôi nhé, nó chỉ có một bên loa ở dưới này thôi, trên này thì nó không phát ra, đây là chỉ có phát ở dưới này thôi. Đó. Rồi màn hình của nó tương đối đẹp đấy, mình cảm thấy là màn hình cũng được, nó không nói là nhìn đẹp hơn iPhone 6, chắc chắn là đẹp hơn iPhone 6 rồi. Ok mình nhảy luôn. Rồi và khi nhảy dù xuống thì mình cảm thấy rất là mượt nhá. Đây nhìn cái đồng độ xung quanh, đây nhìn các đối thủ này. À. Đó đang bay à. Ok đây mình sẽ nhảy khu này nhiều đồ này, đây nhảy vào ba cái nhà này nhỉ. Thực ra là mình chỉ biết chơi game này thôi chứ mình chơi rốt lắm, thế nên là mình chơi mà tí bắn có gà quá thì anh em đừng có cười nhá. Đó anh thấy không, tương đối là mượt này. Nói chung là để max setting cho cái con này thì tương đối là mượt, chứ còn nó sẽ không setting được cao cấp hơn. Nói chung là chúng ta có thể chơi thoải mái. Còn anh em nào mà chơi Liên Minh Tốc Chiến thì anh em chờ clip sau nhá. Clip sau mình sẽ chơi làm riêng một clip chơi Liên Minh Tốc Chiến để cho anh em xem độ mượt hay là cũng như là cái khả năng chơi game của chiếc máy 2 triệu này xem như thế nào. Rồi nhặt được một cái ống ngắm rồi, theo một cái súng đâu. Vamos.
Đó, em lấy ngắm này. Nói chung là chơi ổn. Đó, bên trái đây nhá. Đó, anh thấy không? Nói chung là tương đối mượt. Nói chung là để mình tầm bỏ tiền đó tầm khoảng 2 triệu ấy, mình mua cái sản phẩm này ấy. Thì để cho anh em học sinh sinh viên hay là chúng ta làm máy phụ thì cũng rất là tuyệt vời. Thế mình thấy hay quá. Mấy cái số lượng mình bán ra tương đối là nhiều ấy. Thế mình sẽ là phải làm clip này để mình giới thiệu cho anh em ở xa mua, bởi vì hiện tại có mấy có những khách hàng của mình ở Hải Phòng biết thôi. Chứ còn ở trên ở xa thì anh em chưa hề biết. Cho anh em nào mà có nhu cầu muốn tìm những cái sản phẩm mà giá rẻ để dùng chống cháy cũng như là làm máy phụ ấy. Đó, hoặc là anh em học sinh sinh viên mà muốn mua máy để chơi game ấy, để liên lạc ấy, để xem YouTube để giải trí ấy, thì em có thể lựa chọn sản phẩm này. Thì sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán mức giá là tầm 2 triệu, hơn 2 triệu nhá, cho phiên bản RAM 6GB cũng như là RAM 4GB. Thì để chi tiết anh em vào website là mm.vn anh em xem nhé. Hoặc anh em liên hệ với mình theo số điện thoại là 02 56 52 6789. Thì sản phẩm này bên mình có ship COD toàn quốc. Anh em chỉ cần để lại thông tin comment ở dưới video cũng như là chỉ cần liên hệ với Facebook của mình đấy, là bên mình sẽ hướng dẫn anh em cái đặt hàng cũng như là mình sẽ ship cho anh em. Bên mình sẽ bảo hành cái sản phẩm này là 1-1 trong vòng 45 ngày, bảo hành sửa chữa phần cứng trong vòng 7 tháng cho anh em ở xa. Đó, thì anh em thấy cái clip này hay mà cái sản phẩm này hay ấy, thì anh em có thể chia sẻ, mọi người có xem cho mình một like để ủng hộ nhá. Cảm ơn xem clip, chào tạm biệt anh em.